Top 10 loài động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng trên thế giới. Xin chào anh chị em đã quay trở lại với Top 10 huyền bí. Anh chị em thân mến, hiện nay trên thế giới có rất nhiều loài động vật hoang dã đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng, đang rất cần sự chung tay giúp sức bảo vệ của con người. Dưới đây là 10 loài động vật hoang dã nếu không nhanh chóng được bảo vệ thì chúng sẽ có nguy cơ biến mất khỏi trái đất của chúng ta mãi mãi. Hãy cùng Top 10 huyền bí tìm hiểu xem đó là những loài động vật nào bạn nhé. 1. Báo Amu Báo Amu là một loài động vật quý hiếm thuộc họ mèo đến từ vùng Viễn Đông Nga, sở hữu tốc độ chạy rất nhanh khoảng 60 km một giờ và nhảy cao tới gần 6 m so với mặt đất. Chúng còn được biết đến với tên gọi báo Viễn Đông, bèo Mãn Châu hay báo Hàn Quốc là một trong những loài mèo lớn hiếm nhất thế giới. Hiện nay, loài động vật này gần như bị xóa sổ và hiện đang được sự chăm sóc đặc biệt tại các vườn quốc gia của Nga. Vào năm 2020, theo ghi nhận được báo cáo, thì báo Amu chỉ còn tồn tại khoảng 60 cá thể. Chúng được tìm thấy ở khu vực biên giới rừng trải dài giữa vùng Viễn Đông Nga và Trung Quốc. Đây là loài cực kỳ nguy cấp và tổ chức WWF đã và đang hợp tác với cộng đồng địa phương, chính quyền khu vực, chính phủ và những tổ chức phi chính phủ khác nhằm cứu lấy báo Amu và đảm bảo cho khu vực chúng sinh sống có tính chất bảo tồn lâu dài. 2. Kenken gan Kền kền ben gan nằm trong danh sách những loài chim có tốc độ bay nhanh nhất thế giới. Tuy nhiên, trong suốt những năm qua thì số lượng loài chim này suy giảm một cách thảm khốc. Từ những năm 1980, có đến 99,9% số lượng kền kền ben gan đã bị biến mất. Vì vậy, việc chung tay bảo vệ loài động vật này đang là việc làm vô cùng cấp thiết hiện nay. Đây là loài bản địa Nam và Đông Nam Á. Loài này đã được liệt kê là cực kỳ nguy cấp trong danh sách đỏ của IUCN từ năm 2000 khi số lượng bị suy giảm nghiêm trọng kèn kèn gan chết do suy si thận do ngộ độc diclofenac trong thập niên 1980 số lượng loài này trên thế giới ước tính khoảng vài triệu cá thể và nó được cho là loài chim săn mồi lớn có nhiều nhất trên thế giới tính đến năm 2016 dân số toàn cầu được ước tính dưới 10.000 cá thể trưởng thành trước đây ở Việt Nam đã gặp một số nơi thuộc Tây Nguyên Nam Trung Bộ và Nam Bộ trong các năm 1997 và 1998 đã quan sát được ở Đắk Lắk. Kèn kèn bèn gan phổ biến trong vùng phân bố thế giới, nhưng vào đầu thế kỷ 20, chúng đã bị suy giảm ở phần lớn các nước châu Á. ba Đôi mồi Đôi mồi có cái tên khoa học là Horsetail Tuglit. Môi trường sống chủ yếu là các vùng biển nhiệt đới trên thế giới. Hiện nay, loài động vật hoang dã này đang đứng bên bờ vực tuyệt chủng bởi sự săn bắt của con người. Chỉ trong thời gian một thế kỷ, số lượng đồi mồi đã giảm đến con số 80%. Hiện nay, các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã đã không ngừng bảo vệ loài này khỏi nguy cơ tuyệt chủng, nhưng con người thì vẫn không ngừng tiêu thụ trứng của chúng để làm thức ăn, giết thịt hay lấy mai của chúng. Đôi môi là một loại rùa biển. Đây là loài duy nhất trong chi Eretmocheli. Loài này phân bố khắp thế giới với hai phân loài Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Bên ngoài thì đôi môi trông giống như các loài rùa biển khác, cơ thể tương đối dẹp, mai lớn để bảo vệ cơ thể và các chi giống mái trèo. Việc con người săn bắt các quần thể đe dọa đồi mồi tuyệt chủng. Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế xếp loại đồi mồi ở cấp cực kỳ nguy cấp. Công ước về thương mại quốc tế các loài động thực vật hoang dã nguy cấp cấm săn bắt và thương mại các sản phẩm từ đồi mồi vì mọi mục đích. 4. Tê tê vàng, Tê tê vàng hay được biết đến tên gọi là tê tê Trung Quốc là một loài động vật hoang dã sinh sống ở các khu vực của Trung Quốc và châu Á như chân núi Himalaya của Nepal và các vùng phía bắc Ấn Độ. Đây là một trong những loài động vật được liệt vào danh sách đỏ. Tuy nhiên, số lượng mỗi năm của loài này đang suy giảm đến mức báo động, 100.000 cá thể bị giết. Ngoài việc bị con người bắt để ăn thịt thì tình trạng buôn lậu tê tê vàng cũng diễn ra một cách nghiêm trọng. Tê tê vàng là một sinh vật khá kín đáo, di chuyển chậm và sống về đêm. Chúng sống ở trong hang và cuộn tròn khi ngủ vào ban đêm. Hiện nay, tê tê Trung Quốc là một loài sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng cao và được đưa vào danh sách cấm săn bắt và buôn bán trên toàn thế giới. Tuy nhiên, thực trạng săn bắt trái phép loài động vật này vẫn diễn ra vì giá trị của chúng trên thị trường rất cao. Theo ước tính của tạp chí Frontier in Ecology and the Environment, mỗi năm có khoảng 10.000 con tê tê vàng bị săn bắt và tiêu thụ. Tình trạng tê tê bị săn bắt trộm với số lượng lớn đã khiến cho số lượng của loài này giảm đi nhanh chóng trong vài thập kỷ qua. Năm hổ hoa nam. Hổ nam Trung Quốc là loài hổ đang bị đe dọa nghiêm trọng nhất trên thế giới. Trong thế giới động vật, chỉ còn khoảng 24 cá thể hổ tồn tại ở Trung Quốc và Nam Phi. Theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, phần loài này rất có thể đã bị tuyệt chủng bởi lẽ chúng chưa từng được nhìn thấy trong tự nhiên từ khoảng 2 thập kỷ gần đây. Trong sách đỏ, hổ hoa nam đã bị liệt kê vào danh sách động vật cực kỳ nguy cấp. Vào giữa thế kỷ 20, những con hổ này bị săn bắt để lấy các bộ phận cơ thể phục vụ cho y học cổ truyền Trung Quốc. Chúng cũng bị giết vì bị con người coi là loài gây hại. Do dân số ngày càng tăng nên người ta đã dần phá hủy môi trường sống của hổ hoa nam để xây dựng nhà cao tầng. Bên cạnh đó, nạn săn bắn cũng góp phần làm cho số lượng loài này giảm sút. Chúng thường có mặt trong các khu rừng thường xanh, đầm lầy, rừng, đồng cỏ, rừng cây rụng lá, rừng nhiệt đới, sa mạc hay cả núi đá. Loài này đã được tiếp xúc với nhiều loại khí hậu, nhiệt độ và cả độ cao trên núi. Nơi sống của chúng phải bao gồm thật nhiều con mồi để hổ hoa nam có thể thỏa sức săn bắt và nguồn nước. 6. Đười ươi Bonel trong khoảng 60 năm qua, số lượng cá thể loài đời ươi có vóc dáng vô cùng đặc biệt này đã giảm tới 50%. Sinh sống trên đảo Borneo, hòn đảo lớn nhất châu Á, đời ươi Borneo có khuôn mặt to và bộ rô ngắn hơn nhiều so với các anh em họ khác của mình. Đời ươi Borneo bao gồm 3 nhánh, phân bố ở vùng Tây Bắc, Đông Bắc và Trung Tâm. Tuy nhiên, số lượng đông đảo sống ở giữa đảo có khoảng 35.000 con. Cho đến nay, số lượng loài này chỉ còn khoảng 1.500 con, do môi trường sống bị tan phá nặng nề bởi các vấn nạn khai thác gỗ, săn bắn. Theo các nhà khoa học dự đoán, thì đến năm 2025, khoảng 25% số lượng đời ươi Bonel tiếp tục bị giảm. Hội thảo bảo tồn loài heo vòi và đời ươi Bonel châu Á do Hiệp hội Vườn thú Đông Nam Á tổ chức tại Vinpearl Safari ngày 4-5 tháng -5, 5 có ý nghĩa quan trọng đối với công tác quản lý bảo tồn hai loài động vật thuộc nhóm nguy cấp trong sách đỏ thế giới. Trong số những loài động vật thuộc nhóm báo động đỏ, đười ơi bô và heo vòi châu Á được xếp vào phụ lục 1, tức danh sách động thực vật hoang dã nguy cấp của Công ước CITES. Vì đây được xem là hai loài động vật quý hiếm đang trên đà sụt giảm số lượng nghiêm trọng, cần có những chương trình bảo tồn ngay ở quy mô toàn cầu. 7. Sao la Nhiều người vẫn gọi sao la một loài động vật hoang dã quý hiếm là kỳ lân châu Á, Khu vực sinh sống chủ yếu của loài này là ở vùng núi Việt Nam và Lào. Nhìn bề ngoài thì sao la có vẻ giống với loài linh dương hay bò rừng bison và là loài động vật nhai lại. Có thể nói loài động vật này thuộc hàng cực kỳ hiếm và rất khó để bắt gặp. Ngoài môi trường hoang dã, cho đến nay các nhà khoa học chỉ gặp chúng được 4 lần nên chưa thể biết chính xác số lượng cá thể còn lại là bao nhiêu. Đây là loài thú quý hiếm, có tên trong sách đỏ thế giới và sách đỏ Việt Nam. Sao la có chiều dài từ 1,3m đến 1,5m, cao 90cm với trọng lượng khoảng 100kg. Da màu nâu sẫm, trên mỗi móng có một đốm trắng, sưng dai và mảnh rẻ, hướng thẳng về phía sau và có thể dài đến 51cm. Sao la có đặc tính lẩn trốn con người nên các nhà khoa học chưa thể đánh giá được số lượng chính xác của quần thể sao la. Có thể còn khoảng 200 hoặc chỉ còn vài chục cá thể sao la ở các cánh rừng rậm dọc biên giới Việt Lào. Ngoài ra, cả sao la đực và cái đều có sừng dài, nhọn và không phân nhánh. Ở Việt Nam, sao la từng được tìm thấy ở một số nơi thuộc dãy Trường Sơn như Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Nghệ An, Hà Tĩnh. Đây là một trong những loài thú hiếm nhất trên thế giới được các nhà khoa học phát hiện vào năm 1992. Việc phát hiện này cũng là một trong những phát hiện quan trọng về động vật trong thế kỷ 20. 8. Voi Sumatra Voi Sumatra là một loài động vật hoang dã có trọng lượng cơ thể khổng lồ, cân nặng lên đến 5 tấn. Chúng được Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF liệt kê vào sách đỏ vào năm 2012. Số lượng voi Sumatra trong môi trường hoang dã vào khoảng dưới 3.000 con. Hiện nay có khoảng từ 2.400 đến 2.800 con voi Sumatra còn sinh sống nơi hoang dã. Con số này sụt giảm 50% so với số liệu thống kê được vào năm 1985 cụ thể là số lượng voi Sumatra đã giảm nghiêm trọng từ 1.342 con năm 1985 xuống 210 con năm 2007 và đang giảm mạnh hơn nữa loài voi này đang có nguy cơ tuyệt chủng số lượng voi Sumatra chết hàng năm đang tăng lên khiến số lượng của chúng tại Indonesia giảm xuống mức thấp nhất kể từ những năm 1980 Soi Sumatra đã cùng với đười ơi Sumatra, tê giác Java và tê giác Sumatra và hổ Sumatra nằm trong một danh sách ngày càng nhiều các loài thú có nguy cơ bị tuyệt chủng ở Indonesia. Nguyên nhân lượng voi này giảm nhanh là bị săn bắn trộm lấy ngà. Môi trường sống của chúng thu hẹp dần do các công ty dầu cọ mở rộng diện tích canh tác trên đất rừng, đồng thời sử dụng thuốc nổ, thậm chí là cả chất động để ngăn cản voi phá đồn điền. Nếu khuynh hướng bảo tồn rừng như hiện nay tiếp tục, thì voi Sumatra có thể bị tuyệt chủng nơi hoang dã trong chưa đầy 30 năm nữa. 9. Khỉ đột núi Khỉ đột núi có tên khoa học là Mountain Gorillas và số lượng của loài này hiện nay trên thế giới là dưới 900 cá thể. Hiện nay, khu vực sinh sống chính của loài này chủ yếu ở ba nước và 4 công viên quốc gia, bao gồm vườn quốc gia Windy ở Uganda và vườn quốc gia Virunga ở Congo. Duy trì số lượng hiện tại là một việc làm rất khó khăn, đòi hỏi các nhà hoạt động vì động vật phải làm mọi cách có thể. Bên cạnh đó, điều đáng lo ngại nhất là tình trạng chiến tranh, thoái hóa rừng hay sự xâm lấn của con người đang dần lấn áp sự gia tăng của loài, đe dọa đến sự tồn tại của chúng. Khỉ đột núi là động vật linh trưởng thuộc họ người. Chi khỉ đột thuộc loài khỉ đột phía đông, chúng là một trong những loài lớn nhất còn tồn tại tới bây giờ. Theo các báo cáo của các vườn quốc gia nơi sinh sống của khỉ đột núi, các nguyên nhân dẫn đến việc đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng là do nạn săn trộm, khi đột núi thường bị thương tật vĩnh viễn do bẫy của những tay săn thú hoang hoặc bắt cá thể con tới các sở thú lấn chiếm nơi ở. Việc mở rộng nhanh chóng các khu định cư của người dân xung quanh hành lang an toàn của vườn quốc gia. Dịch bệnh khi đột núi thường xuyên tiếp xúc với các đoàn khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới, chúng hoàn toàn có thể nhiễm bệnh truyền từ người. Chiến tranh bất ổn chính trị, dòng người tị nạn đổ về khu vực rừng núi chặt cây cối và săn khỉ đột lấy thịt để phục vụ cuộc sống tạm bỡ. 10 Cá heo không vây Trường Giang Cá heo không vây Trường Giang là một loài cá heo đến từ lưu vực sông Trường Giang và được biết là chúng có họ hàng gần gũi với cá heo bai di. động vật hoang dã này gây ấn tượng với vẻ bên ngoài nhãn nhụi cùng một trí thông minh vượt bậc. Tuy nhiên hiện nay số lượng cá thể này chỉ còn khoảng từ 1.800 cho đến 2.000 con. Quần thể sống ở nước ngọt duy nhất được tìm thấy trong sông Dương Tử. Tại phía Tây, phạm vi phân bố của chúng bao gồm chiều dài của bờ biển phía Tây của Ấn Độ và tiếp tục vào vịnh Ba Tư. Đã có nhiều nỗ lực để bảo tồn loài này, nhưng cuộc thám hiểm cuối năm 2006 đã không tìm thấy cá thể nào trên sông, nên loài này đã được tuyên bố là tuyệt chủng, nên nó được xem là loài động vật có vú đầu tiên trở nên tuyệt chủng đầu tiên kể từ khi sư tử biển Nhật Bản và Monachus tropicalis tuyệt chủng vào thập niên 1950. Đây cũng là loài trong bộ cá voi tuyệt chủng được nghiên cứu kỹ chịu tác động trực tiếp từ con người. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Bạn nghĩ gì về video ngày hôm nay? Hãy cho mình ý kiến ở phần bình luận nhé. Và các bạn cũng đừng quên nhấn nút like, share video, nhấn nút đăng ký kênh màu đỏ và quả chuông thông báo bên cạnh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất từ Top 10 huyền bí nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.